Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ đi chợ Costco các bạn ơi. Rau quả với sữa với những thức ăn vặt của mấy đứa nhỏ lại hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi Costco. Rồi mình sẽ bịt mặt nha. Sẽ bịt mặt lại và mang bao tay theo lời yêu cầu của các bạn. Và mình bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình nữa. Thì hôm nay sẽ tiến thẳng tới Costco mua đồ nha. Bây giờ mình để mặt cho các bạn thấy chút xíu nữa. Mình bịt mặt rồi, chỉ thấy hai con mắt thôi. Bịt khẩu trang chứ. Mời các bạn tiến thẳng đi Costco nha. Các bạn ơi, bây giờ chuẩn bị vô chợ Costco thì mình sẽ bịt khẩu trang nha. Thì các bạn sẽ không có thấy phần mũi và phần miệng mình nữa, nhưng mà mình bảo vệ nha các bạn. Rồi, bây giờ tiến thẳng xuống xe Costco kìa. Đó, Costco đằng kia nha. Hôm nay ông xã mình cũng đi, cũng bịt mặt, bịt mũi luôn. Rồi, đi về tới nhà là những thức ăn mình sẽ rửa nha. Rửa sạch rồi mình mới đem vô nhà. Mua những thức ăn nào dễ rửa thôi. Bây giờ tới chỗ Costco rồi các bạn ơi. Mình sẽ vô trong đó mình đi chợ mua đồ ăn chừng mười mấy ngày nha. Tại vì đi chợ ít ít thôi, đi nhiều á sợ bị nhiễm bệnh đó các bạn. Đó, bây giờ mọi người á, họ bịt khẩu trang bớt rồi đây nè các bạn. Đó, đa số bây giờ người ta sợ lắm rồi, bịt khẩu trang nha. Đó, người ta nói chiếc xe đã lên sẵn rồi. Bây giờ có một người đang đứng giữ chỗ đó ha. Người ta sẽ xịt và lên sạch những chiếc xe Costco như thế này. Thì bây giờ có một người đứng giữ nha các bạn. Người ta lên sạch trước khi mà người ta đưa cho mình. Bây giờ người ta sợ những người mà bị bệnh đó, người ta chà vi khuẩn lên xe đó, cho nên có người đứng giữ, đứng canh nha, để làm cho chiếc xe thiệt sạch khi đưa cho mình. Nhưng mà mình cũng phải mặc cái bao tay này vô nha các bạn. Đã vô tới trong chợ rồi các bạn ơi. Bây giờ đi nhanh, về nhanh, mua nhanh, mua nhiều đồ hơn mấy bữa nha. Ở chợ bây giờ cũng rất là vắng các bạn. Đó, bốn bề ít người lắm, thấy không? Có vài người đeo khẩu trang thôi, còn một số thì không có đeo. Hôm nay thấy mình cũng như thấy, thấy như không thấy. Wow, chợ cây giống nè các bạn ơi. Cây Việt Quốc nè, 20 đô la cho một cây nè. Đó, đang trổ bông nè, nhìn ngon chưa? Bự quá ha. Nhiều thịt hôm nay rẻ nha các bạn. Có một đô mấy cho một pound à các bạn ơi. Mùa dịch người ta bán càng rẻ hơn nữa nè. 15 đô la cho một cục thịt bự nè. Lấy thịt này về nấu canh khổ qua, rồi mình kho trứng, kho gì cũng ngon thế này. Rất là rẻ luôn ha. Đó, 1 đô la mấy, 1 đô la rưỡi đi, cho nửa ký. Đấy, mua 2 miếng thịt. Mua mấy miếng anh? Rồi mình mua 2 miếng thịt heo nha các bạn. Rồi tiếp tục xem còn gì nữa không. Cái này sườn gì đây ta? Sườn heo nè. Ê, sườn heo. Sườn heo thì mình cũng mua 2 miếng sườn heo. 1 miếng. 1 miếng khoảng 18 đô la. Tránh ra cho người ta mua kìa. 18 đô la là khoảng nhiêu tiền ha. Đó, nay mình sẽ lấy mấy vỉ ha. Lấy cái nào còn đá đó anh. Cái nào còn đá. Có cái mình cái này còn đá nè.
10 đô la khoảng 230.000 nha các bạn. Bạn tính giúp mình nha. Đó. Nguyên dãy thịt gà từ trên đó xuống dưới này luôn. Mua 4 vỉ thịt gà. Về ăn lâu lâu tí, ở nhà lâu lâu tí. Cái ba. Mình mua 4 vỉ thịt gà nha các bạn ơi. 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ. Rồi. Nay mua đi chợ lâu lâu tí, mua nhiều nhiều tí. Đây là thịt cừu thì mình sẽ mua 1 miếng thịt cừu về ăn nha. Miếng khoảng 31 đô la. Thôi thịt. Thịt cừu thì nó hôi lắm. Mình mua về mình phải làm nha. Đó. Lấy miếng nhỏ nhỏ nè, miếng nhỏ thôi mà 30 đô la đó các bạn. Lấy miếng thịt cừu. Đây là sườn heo. Sườn heo này dễ phân ra nè các bạn ơi. Anh thiên cái miếng sườn này cho em ấy. Mua một miếng sườn heo này về nấu bánh canh ăn ngon nè. 35 đô cho một miếng. Rồi, đây thịt bò nè. Bò, lấy miếng thịt bò nha. Miếng thịt bò này khoảng 31 đô la. Khoảng 700 ngàn tiền Việt Nam cho 2 miếng thịt bò. Rồi. Đây thùng cua hoàng đế nè các bạn. 307 đô thì mình mua về để dành làm video cho các bạn xem, rồi còn mình nấu bánh canh nha. Lấy một thùng. Đó, 300 mấy đô, 100 đô là khoảng 2 triệu 3 tiền Việt Nam. 2 triệu 3 cái này khoảng nhiều á, các bạn tính giúp mình nha. Rồi, có lấy tôm gì không? Tôm hùm này ngon không? Ăn tôm hùm không? À, lấy cái cua hoàng đế được rồi. Sò điệp nè. Rồi cái này là gì đây? Gồm có sò điệp nhỏ nè, tôm nè, rồi mấy cái con seafood nè. Đây bịch về nấu gì ăn ha. Bịch này có mấy bịch tôm ngon hơn. Mình lấy một bịch tôm các bạn ơi. Bánh ngon quá các bạn ơi. Bánh ngon nè. Bánh này mình chưa ăn thử nè. Tự nhiên bây giờ nhìn bánh thèm dễ sợ luôn. Đó, rất là nhiều loại bánh. Nhà bây giờ mình ăn cái gì mà nấu chín là tốt các bạn ơi. Ăn bánh rồi ăn đồ sống thấy nguy hiểm quá. Đó các bạn ơi. Đây. Lấy một hộp chà là. Hộp chà là màu đen thủ lui. Bỏ vô đây nha. Chuối rất là rẻ luôn. 1 đô la 99 sen cho nửa ký. Đó, mình lựa mấy cái trái nào xanh xanh đó. Ăn chuối tốt nha các bạn. Thằng tay giúp rồi. Rồi, lấy ít khoai tây. Khoai tây nhìn thử có lên mầm cho anh. Lấy cái bịch ở dưới này, lấy bịch ở dưới cho em. Rồi. Khoai tây về nấu súp khoai tây cho mấy đứa bé ăn. Đây, 8 đô la cho một bịch. Xuống dưới này. Dưới này là khoai tây vàng, khoai tây đỏ. Xuống nữa, bây giờ người ta nói là mình ăn hành nhiều tốt nha các bạn. Cắt hành để trong nhà để diệt khuẩn.
Người ta nói vậy mình cũng không biết nữa. Mình mua một bịch hành vàng. Ở đây loại này khác nữa. Bịch hành vàng, một bịch hành tím. Một bịch khoảng 6 đô la cho bịch. Là hai bịch hành tím hả? Nhỏ, không đủ. Anh hành tím đó con, nó ít ăn lắm, lấy hành trắng đi. No, lấy một bịch thôi. Mấy đại đi. Hành này ngon hơn. Mắc hơn. Anh chàng lấy chuối vậy. Bỏ cái này cũng ngồi được rồi. Rồi. Hôm nay bán đào quá chừng nè. Đó. 8 đô la rưỡi. Xoài Việt Nam nè các bạn. Đó. Thì 7 đô la cho một hộp xoài Việt Nam. Mình để dành nó sẽ chín lên. Lấy một hộp thôi. Vitamin C mùa này rất là cần. Thì mình mua một ít chanh để dành quậy nước chanh uống nha các bạn. Đó. Một bịch chanh vàng, một bịch chanh xanh. Hai bịch nha. Vitamin C. Đó. Mình đang cười nha các bạn. Đang cười, cười ở trong cái miệng á, cái miệng ụp á, không thấy cho nên mình nói cho các bạn biết. Mình đang cười. Mua một ít bơ. Organic bơ 10 đô cho một bịch mấy bữa. Mấy bữa bao nhiêu một bịch đó ha? Mua một bịch nha. Rồi còn thiếu gì bột nêm. Dưa leo trái khủng nè các bạn ơi. Trái bự nè. Năm nay mình cố gắng trồng trái bự hái cho các bạn xem nha. Đó. Lấy mấy dĩ dưa leo. Một dĩ. Mấy đứa nhà mình nó thích ăn dưa leo lắm. Ba vỉ dưa leo ăn cả 2 tuần. Mỗi vỉ là khoảng 4 đô la cho một vỉ. Rồi. Ghé vô bên kia coi có bí ngồi. Đây, cà chua. Lấy một vỉ cà chua luôn, 8 đô la cho một vỉ. Giờ bán nhiều loại cà chua khác nhau lắm các bạn. Lớn, trung bình. Rồi cà chua lớn khủng, khủng lồ, khủng, khủng bự. Đó. Nhỏ lớn gì cũng có hết á. Cà chua. Rồi đi. Con gái mà nó thích ăn cá cá hồi lắm các bạn ơi. Nó dặn mình đi chợ nhớ mua cá hồi cho nó ăn. Thì cua hoàng đế người ta sắp ra đây người ta bán cũng là từ đông đá người ta bỏ ra. Nhưng mà người ta bán cao giá, rất là cao giá hơn là mình mua cái thùng. Mình mua thùng nó sẽ rẻ hơn nha các bạn. Đó. Cua, tôm, sò điệp. Sò điệp 30 đô cho một vỉ. Tôm thì 39 đô. Rồi mình sẽ lấy một vỉ cá. Cá hồi. Cho con mình ăn. Lấy hai cái. Một cái để dành trong đông đá. Còn một cái để cho nó ăn liền. Nó thèm cá hồi các bạn. Mấy ngày không đi chợ. Ở nhà thích ăn cá mà đâu có được ăn đâu. Đó. Thì khoảng 33 đô la cho một vỉ. Cái này ít hơn tí 30 đô nè. Nhìn hai miếng cá hồi ngon quá ha.
Đây là táo, táo organic. Mình vỉ táo thì khoảng 9 đô la cho một vỉ, khoảng 230.000 tiền Việt Nam cho một vỉ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 trái. Đó. Cam 8 đô la cho một bịch cam nè các bạn. Mình sẽ mua cam, mấy đứa nhỏ nó uống nhiều á, mình mua 4 bịch cam nha. 8 đô la cho một bịch, lấy 4 bịch. $7 cho một hộp. Có dám mua ăn không? Mua trái mật Mỹ về ăn không các bạn? Lâu quá không ăn ha. Thôi, giờ ăn mấy trái cây sợ nhiễm vi khuẩn các bạn ơi. Ăn cái trái nào mà lột vỏ. Đây, trái kiwi đi. Mua kiwi về ăn được á. Mình lột vỏ đi rồi mình ăn. Đó. Một hộp kiwi organic, $9 cho một hộp. Đây các bạn, nhìn cái mặt dễ thương không? Té. Bỏ vô. Rồi, mình để cái xe đồ ăn ở đây nha. Đó, để xe đồ ăn ở đó cho ông xã mình giữ. Tiến thẳng vô trong nhà lạnh nha. Đi mua rau. Đây, bắp nhìn vàng rất là ngon. Cái này mình về mình để đông đá mình ăn cũng được. Rồi mình để ngoài ăn cũng được các bạn. Để dành nha. Đồ nào mình muốn dành lâu thì mình bỏ đông đá. Kệ, bây giờ ăn đông đá đi. Rồi, lấy một vỉ bắp. Vỉ bắp khoảng $7 cho một vỉ. Ở đây bí ngồi. Con mình nó rất thích bí ngồi. Bí ngồi thì người ta bán bao nhiêu bịch? Đây, người ta bán ra $7.49 cho một bịch. Mình lấy 2 bịch bí ngồi. Bí ngồi vừa vàng vừa màu xanh nè các bạn. Màu vàng và màu xanh. Một bịch mang tay khoảng $5.50 cho một bịch. Đậu cô ve nè, về dành chiên cơm ăn nè. Chiên với bắp. Cần tây. Cà rốt tí hon. Mình rất thích ăn nấm. Lấy bịch nấm nha. Nấm $5 cho một bịch. Rồi. Dưa leo nãy mình có mua rồi. Dưa leo này mua về ăn ngon nhưng mà nó mau hư lắm các bạn ơi. Để khoảng 2 ngày là nó chảy nước ra. Dưa leo này nè. Cho nên mình mua cái loại mà hút chân không á. Cái loại đó nó ngon. Mua 2 bịch xà lách nha. Bịch salad. Dâu tây nè các bạn ơi, dâu tây rất là ngon luôn nè. Mâm xôi nè, wow. Mâm xôi hôm nay rẻ không? Có $3 cho một vỉ thôi. Quá chừng là mâm xôi nè. Lấy một vỉ mâm xôi nha. Rau cải bó xôi. Rau xanh $3 cho một vỉ. Đi Costco thì người ta bán rất là rẻ.
Còn đi chợ nhỏ thì bán giá cao hơn. Rồi kéo xe đi. Giao tay nhiều lắm. Lâu quá không ăn giao tay. Lấy hộp giao tay gì ăn các bạn ơi, lâu quá mà ăn thèm quá à. Lấy một hộp nha. Một hộp dâu tây. Đó, còn gì chưa mua nữa không? Loại nho đen này ăn ngon lắm nè các bạn. Mình sẽ lấy một hộp nho đen. $10 cho một hộp. Nãy mình lấy một hộp nho đỏ rồi. Chợ bán rất là nhiều trái cây, có dưa hấu nữa nè các bạn. Đó. Rồi qua bên này. Dưa lưới nè. Dưa lưới cũng ngon quá ha. Thôi, bây giờ mua về rồi không kịp ăn nó hư. Để tặng một. Đó. $8 cho một hộp. Mình mua hai hộp sẽ được đó, mua hộp tặng hộp đó các bạn. Có ăn không? Lấy gì cho con ăn không? Một hộp thì $7. Chợ bây giờ bán rất là nhiều loại thức ăn á các bạn, nhiều lắm. Đó, mùa dịch thì bán càng nhiều luôn. Đây có loại xúc xích nè. Xúc xích này mua về cho mấy đứa nhỏ ăn thử ha. Đó, chiên lên ăn ngon lắm các bạn. Đó. Một vỉ là 11, 13, 14 đô la, bây giờ bớt còn 11 đô. Này, một vỉ hot dog. Phô mai này về làm nước chấm cũng ngon lắm nè các bạn. Mua một miếng nha. Miếng cho mấy nhà mình nó ăn với bánh mì. Đó. Rồi chi nè. Trứng các bạn ơi, lấy hai vị trứng nha. Làm bánh cho các bạn xem nha. Đó, mua đồ về để làm bánh cho các bạn xem. Sữa nè các bạn. Sữa uống đó rất là nhiều luôn. Mua bao nhiêu cũng có hết. Nè. Nhiều lắm. Ở Costco thì thức ăn không có thiếu. Lúc nào cũng tràn ngập. Người dân mua thoải mái nha các bạn.
mình sẽ lấy sữa này cho con mình uống nè. Rách rồi. $10 cho một lốc sữa. Mình sẽ lấy 4 lốc sữa nha. Về để mình làm bánh nè. Cái này sữa này về làm bánh nè. Kem nè. Whipped cream, coi kệ, lấy 2 hộp kem này. Đó, sữa hát hát này để làm xay sinh tố, còn cái này mình sẽ làm bánh cho các bạn xem nha. Trứng thì ta cũng luộc sẵn cho mình nè. Trứng luộc rồi. Rất là nhiều luôn. Các bạn ơi, cách đây 2 tuần thì mình vô không có một bình nước ha. Bây giờ nước rất là nhiều, mà giấy cũng rất là nhiều luôn. Mua cái giấy này về cho em chùi không? Có bụi đó. Bụi hả? Giấy này lau miệng nó hay bị bụi á các bạn. Mình hay bị nhảy mũi lắm. $19 cho một thùng. Rất là nhiều nước luôn. Từ trên xuống dưới là nước. Mấy bữa người ta chắc phân bón, bây giờ là nước nha các bạn. Hôm nay là cái khẩu trang á, nó đại diện cho mình các bạn ơi. Thời buổi bây giờ là khẩu trang. Khẩu trang là đại diện cho cái mặt con người. Đó. Rất là nhiều nước luôn ha. Xà bông nè. Xà bông gội đầu cho con nè. Đây, xà bông gội đầu cho mấy đứa nhỏ nè các bạn. Mua xà bông này gội nè. Đó, cái hiệu này nè các bạn. Mình cũng gọi cái hiệu này luôn. Gọi đồ con nít không à, không có gọi đồ người lớn. Cho nên tóc nó sẽ ít rụng hơn nha. Bạn nào mà tóc rụng nhiều cứ mua dầu gội em bé gọi nha. Đó. Dầu gội đâu? Mua cái đồ bịt lắp tiếp ráp nè. Có rồi mà. Sạc. Đấy. Nặng y nè. Đấy. Đâu có nặng đâu. Kia. Rồi. Giấy nướng bánh. Giờ là sắp đóng cửa rồi nha các bạn. Đây cái nước gì đây nè. Đây nè. Cái nước, cái bông hoa ngộ đời nè các bạn. Cái hoa vừa dâm và vừa bụt nè. Hoa ngộ đời đó. Vừa dâm cộng với bụt. Dâm bụt với hoa gì đâu mà cái tên đó đặc biệt. Đây là mấy hình con thỏ sô-cô-la nè các bạn. Ở trong bằng sô-cô-la đó. Lộ ra là ở trong được ăn. Đây, mấy em thỏ hình sô-cô-la luôn nè. Mua về ăn. Mua về ăn không? Bánh này mấy đứa nhỏ nhà mình thích nè. Bơ đậu phộng nè. Mua về cần làm bánh thì làm ha. Bơ đậu phộng đó, bán rất là nhiều luôn. Lấy không nổi luôn á. Đó. $21 cho một cặp dầu ăn. Vẫn y nguyên giá. Chợ vắng lắm nha các bạn, tại vì bây giờ sắp đóng cửa rồi đó, mọi người ra hết rồi.
Mình sẽ lấy ít hạt almond này. Almond này mình về mình làm bánh cho các bạn xem nha. Ở nhà rảnh làm bánh cho các bạn xem. Almond. Lấy bịch trộn về làm bánh mì ăn nha. Lấy hai bịch đi anh. Về làm bánh mì. Bộ thì khoảng 10 đô la, 11 đô la cho bịch. Mình về làm bánh nha. Làm bánh cho các bạn xem. À đây nè, cái tiêu này nó có cái đồ xay nè. Tiêu này ngon nè. Cái nắp mà nó có xay đó. Có xay nè. Phải. Hộp tiêu này về mình có cái đồ xay nè các bạn. Tiêu này ngon nè. Nguyên chất là tiêu. Cả đồ khô bán nè. Dâu tây khô nè. Việt quất sấy khô nè. Trái gì đây? Trái cranberry, trái gì đây? Trái gì đỏ hết nè. Sấy khô. Mận Mỹ sấy khô. Dừa sấy khô. Wow, mình thèm dừa lắm các bạn ơi. Nước này về ướp thịt. Nước chấm rau củ. Đi ngày nắng đi sao? Đây. Mì gói. Mì gói này cay. Mình thích mì này, lấy một thùng nha. Rồi mì gà này thì con mình nó thích nè. Đây là một loại thuốc dị ứng nè các bạn. 30 đô la cho một lốc như thế này. Mình lấy một bịch hạt dẻ nha. Hạt này hạt dẻ. Với một bịch hạt dẻ. Rồi ha. Hạt gì đây? Thiếu gì nữa không? Rồi bây giờ sẽ chắc hết đồ lên. Tính tiền đi về nha các bạn. Rồi. We will be done before 8 o'clock, Nicole. Mẹ tính tiền xong đi về nha. Nay đi chợ hơi lâu. Bây giờ người ta sẽ chấp hai xe các bạn ơi. Một xe nè. Xe kia ông xã mình sẽ kéo nha. Mình mua mình chấp ra một xe thôi. Nhưng mà người ta chấp chia ra hai xe. Hôm nay thì mình đi chợ hơi nhiều. Hơi dài chút xíu. Thì mình đi chợ hết 1.314 đô nha các bạn. Đó, nguyên tờ giấy dài thước luôn. Thì đi lâu lâu mới đi trở lại nha. Hả? Các bạn ơi, hôm nay mình đã mua xong, đi chợ xong rồi ha các bạn. Thì các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn thấy thích thì các bạn nhấn nút like và đăng ký chia sẻ giúp kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ, thiệt nhiều sức khỏe. Where to play?